Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé. Ở phía sau mình có làm cái phần dây quai, luồn qua cái phần thân trước. Đây, luồn qua như thế này. Mặt đế và cái phần thân trên được chia làm hai màu. Đây, mẫu dây như thế này. Dụng cụ gồm len miêu cotton, kim móc mình dùng kim móc hai đầu số 4. Kéo các len và một hạt nút dùng để cài cái phần dây quai. Bây giờ mình sẽ dùng màu xanh để móc cái phần thân trước. Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này Thì mình có để link ở phần mô tả Các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân trên Cái mẫu dày này mình không dán đế Nên mình sẽ để cái mặt phải của đế xuống phía dưới Đưa cái mặt trái lên trên như thế này Ta gặp đôi mặt đế lại Khi gặp đôi mặt đế lại thì ở cái phần đỉnh dày này nè Ta gặp một cái mũi móc như thế này từ cái mũi móc này các bạn đếm ngược ra cho mình 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Ta đâm kim vào cái chân móc thứ tư này. Thì ở đây nó có hai cái chân móc nè, các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía trong, sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc. Móc và kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình 20 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, sau khi móc được 20 mũi móc xích tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 20 một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng, ở cuối hàng có cái đoạn len thừa lúc nãy mình có chừa ra Các bạn móc luôn cho mình các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc Để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều Quay ngược đầu móc lại Các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên của mặt đế Cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong Và móc vào đây một mũi giờ để kết thúc hàng Tiếp tục móc vào chân móc kế bên và cũng móc vào cái chân ở phía trong á. Đây, cũng móc vào đây một mũi giờ để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại. Thì ở đây khi quay ngược đầu móc lại các bạn đưa ngón tay cái ra phía sau cái mặt đế, sau đó lật cái mặt đế lại để quay ngược đầu móc. Tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng này một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 15 mũi móc đơn liên tiếp. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc được 15 mũi móc đơn liên tiếp thì ở đây ta có dư được 5 mũi móc nè. Các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1 2 3 4. Sau đó ta đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng này nè, đâm kim vào đây, móc lại ra cho mình một mũi móc đơn. Thì ở đây mình đã tạo được một cái lỗ để luồn cái phần dây quay phía sau lại như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, Bốn chân móc của cái sợi dây móc xích này nè, các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình bốn mũi ở bốn chân móc xích. Thì cái phần lỗ của ta hoàn tất như thế này. Đây. Tiếp tục các cái chân móc còn lại, các bạn móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào cái chân kế bên của mặt đế, móc vào đây cho mình một mũi giờ để kết thúc hàng. Sau đó móc vào cái chân móc kế bên, cũng móc vào cái chân ở phía trong một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Khi quay ngược đầu móc lại cũng đưa ngón tay cái ra và đẩy cái mặt đế lên phía trên móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng thì sau khi móc đến cuối hàng các bạn cũng móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự cũng giờ cho mình các cái mũi móc vào cái mặt đế như thế này giờ cho mình cho đến khi ta được năm hàng móc giờ liên tiếp năm hàng móc giờ tính từ cái, cái phần dây quai mà mình làm ở đây nè các bạn móc tương tự cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại và móc vào mỗi chân móc móc một mũi móc đơn các bạn móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó móc thêm cho mình ba hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc lên được 5 hàng móc đều nhau tính từ cái phần lộ để luồn dây nè tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên của mặt đế một mũi giờ để kết thúc hàng và móc một mũi giờ vào cái chân kế bên để gây nên hàng tiếp theo khi quay ngược đầu móc lại cũng đưa ngón tay cái ra và lật cái mặt đế lại đây sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 15 mũi móc đơn liên tiếp. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 15 mũi móc đơn liên tiếp thì ở đây ta cũng chưa ra được 5 mũi nè. Các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích tương ứng với lại bốn chân móc ở đây. 2 3 4 Sau đó đâm kim vào cái chân móc cuối cùng á, đâm kim vào cái chân móc cuối cùng này móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn bốn chân móc của cái sợi dây móc xích này cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn để ta tạo ra cái lỗ để luồn dây tiếp theo mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc sau khi móc được các cái mũi móc đơn thì ta đã tạo thêm được một cái lỗ luồn dây ở đây tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên của mặt đế này móc vào đây một mũi giờ để kết thúc hàng thì cái phần thân trước ta được chính hàng móc như thế này bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc hai cái phần thân ở hai bên đây hai phần thân đều nhau như thế này cũng từ cái mũi này các bạn cũng dời lên cho mình một mũi của cái chân móc kế bên ở mặt đế cũng dời cho mình vào đây một mũi để tiếp tục hàng tiếp theo khi quay ngược đầu móc lại ta cũng đưa ngón tay cái ra phía sau mặt đế để quay mặt đế lại tiếp tục móc vào cho mình vào cái thân trên này nè móc vào ba chân móc đầu tiên mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc được 3 mũi móc đơn ở cái chân móc kế tiếp này nè, các bạn đưa kim ra phía sau của mũi móc. Sau đó đâm kim từ phía ngoài vào trong, từ ngoài vào trong như thế này. Đây, đâm kim vào đây, móc vào đây cho mình một mũi dời. Mũi dời này là để kết thúc cái hàng 3 mũi móc mà mình vừa móc á. Đây, kết thúc cái hàng như thế này. Tiếp tục các bạn cũng đưa kim ra phía sau mũi móc. Sau đó đâm kim từ ngoài vào trong, vào cái chân móc kế bên á, đâm kim vào đây. Sau đó móc cho mình một mũi dời để ta gây nên hàng tiếp theo đây quay ngược đầu móc lại thì ở ba cái chân móc này nè các bạn móc vào cho mình cái chân móc đầu tiên á móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc hai chân móc còn lại nè mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ở hàng móc này ta được bốn mũi móc cái độ rộng của cái phần dây qua ngang sẽ là bốn mũi móc nha bốn mũi như thế này các bạn tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên của mặt đế móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc hàng sau đó móc vào chân kế bên móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo khi quay ngược đầu móc lại cũng đưa ngón tay cái ra phía sau mặt đế để quay mặt đế lại tiếp tục móc vào bốn chân móc kế bên này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc được 4 mũi móc đơn thì ta tiếp tục đưa kim ra phía sau mũi móc. Đưa kim như thế này và đâm kim vào cái chân kế bên, đâm từ ngoài vào trong của chân móc và móc một mũi giờ để kết thúc hàng. Tiếp tục cũng đưa kim ra phía sau mũi móc, đâm kim từ ngoài vào trong và móc một mũi giờ vào đây để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Bốn chân móc kế tiếp này mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc đến cuối hàng. Ta được 4 mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân kế bên của mặt đế, móc vào đây một mũi dời. Sau đó tiếp tục đưa kim vào chân móc kế bên và móc một mũi dời để gây hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào bốn chân móc này, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc đến cuối hàng. Khi nối với cái phần thân trước các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong mũi móc để nối cho mình. Móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự cho đến khi cái phần thân quay ngang bên này ta được 10 hàng móc, tính cả cái hàng 3 mũi móc nha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây. Khi nối các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc, sau đó móc vào đây một mũi giờ để kết thúc hàng tiếp tục cũng đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong và móc một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo và làm tương tự cho mình các cái hàng móc còn lại cho đến khi ta được 10 hàng móc thì ở đây mình đã móc lên được 10 hàng móc tính luôn cả cái hàng móc 3 mũi móc đơn đầu tiên mà mình gây nên á đây 10 hàng móc như thế này các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên của mặt đế móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta đã hoàn tất được một phần hông dài như thế này đây tiếp tục mình sẽ hướng dẫn móc cái phần hông ở phía bên này các bạn cũng đâm kim vào cái chân móc kế bên của mặt đế á. đây cũng đâm kim vào cái chân móc ở phía trong cho mình đây sau đó đưa cái sợi len ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc vào cái chân móc đầu tiên của cái phần thân trước này nè đây móc vào chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn khi được ba mũi móc đơn liên tiếp nè các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên của phần thân trước á móc vào cái chân móc kế bên này cho mình một mũi dời để kết thúc hàng tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa này nè giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc khi ta cắt len thì không phải giấu len nhiều không phải giấu cái sợi len này nhiều thì ta được một hàng móc 3 mũi móc như thế này cũng giờ cho mình lên một mũi để gây nên hàng tiếp theo và quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào ba chân móc này nè cái chân móc đầu tiên móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc hai chân móc kế bên mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì hàng móc này mình được bốn mũi móc như thế này ở cái phần mặt đế các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài sau đó đâm kim từ ngoài vào trong cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong nha đâm kim vào đây và móc một mũi dời đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở phía trong như thế này nè đây đâm kim móc vào đây một mũi dời tiếp tục cũng đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong chân kế bên đây đâm kim vào cái chân phía trong như thế này móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo sau đó quay ngược đầu móc lại móc vào bốn chân móc này bốn chân móc này móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên của phần thân trước á móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng và móc tiếp một mũi dời vào chân kế bên để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại bốn chân móc kế tiếp này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đến cuối hàng thì tiếp tục đưa kim ra phía sau mũi móc nè đưa kim từ ngoài vào trong đâm kim vào cái chân kế bên này nè đâm từ ngoài vào trong và móc vào đây một mũi dời đây móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong và móc vào đây một mũi dời gây nên hàng tiếp theo đối với các cái mũi móc mà đâm kim từ ngoài vào trong á đâm kim từ ngoài vào trong như ở đây ở cái phần này và phần mặt đế thì các bạn cứ móc cho mình cho đến khi ta gặp những cái cái mũi móc mà nó nằm ở phía trong á thì các bạn cứ đưa kim ra ngoài và đâm cho mình từ ngoài vào trong để cái mũi móc của mình được đều và đẹp hơn tiếp tục móc vào bốn chân móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc cho mình tương tự các cái hàng móc còn lại móc vào cái chân móc kế tiếp này của cái phần thân nè móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng móc vào chân kế bên một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại tiếp tục làm tương tự cho mình cho đến khi ta được 10 hàng móc đều nhau móc bằng với cái hàng móc của phần thân hông bên này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở hàng móc này ta móc cái mặt phải của hàng móc ở phía trong nè thì khi móc nối các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài đưa kim ra phía ngoài như thế này sau đó đâm kim vào cái chân móc kế bên này móc một mũi dời để kết thúc hàng nè tiếp tục đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong và móc vào chân kế bên một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho các hàng móc còn lại ở đây mình đã móc lên được 10 hàng móc tính luôn cả hàng móc 3 mũi móc đơn đầu tiên á bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại với cái phần mặt đế nè các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc kế bên của mặt đế á đây móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì cái phần thân trước của giày ta đã hoàn thành được như thế này đây cái mũi đầu như thế này tiếp tục bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân ở phía sau ta bắt đầu móc cái phần thân ở phía sau từ cái hàng móc ở phía bên này đây từ cái phần hông bên này thì ở cái phần thân hông này bốn mũi móc đơn này các bạn đếm lên cho mình hai mũi móc một 2. Đâm kim vào chân móc thứ hai. Đưa sợi len màu trắng ra sau mũi móc, móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của phần mặt đế này nè, cái chân móc đầu tiên ở phía dưới này nè, cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trong như thế này. Đây. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Móc vào cái chân ở phía trong này một mũi kép đơn. chân móc kế bên các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân kế bên này và cũng móc vào cái chân ở phía trong nha móc vào đây một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn cũng móc vào cái chân ở phía trong móc vào chân phía trong của mặt đế thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình luôn cái sợi len thừa này nè hai cái sợi len thừa này cũng móc giấu vào trong mũi móc tiếp tục cũng móc cho mình vào cái chân kế tiếp cũng móc vào chân ở phía trong móc vào đây một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong nha. Khi móc thì cũng giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng tiếp tục móc cho mình vào cái phần thân hông ở bên này nè. Cái phần thân hông 4 mũi móc đơn ở đây nè. Cũng móc lên cho mình vào cái chân móc thứ hai á. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời. tiếp tục cũng đâm kim vào cái chân kế bên này đâm kim vào đây móc tiếp một mũi giờ để gây nên hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lại móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn khi được hai mũi móc đơn liên tiếp thì ở hai chân móc kế tiếp này nè hai chân móc này các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, ở đầu phía bên này các bạn cũng trừ ra cho mình 4 mũi móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở bốn cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn cũng móc cho mình hai chân móc kế bên này, mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. hai chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái hàng móc này nè cái mặt phải của hàng móc mình móc ở phía trong của thân giày á đây móc ở phía trong như thế này thì khi nối với cái phần bên hông á nối với phần bên hông thì các bạn cũng đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên móc một mũi dời để kết thúc hàng Đây, thì ở cái phần thân sau ta đã hoàn tất được hai hàng móc như thế này. Đây, tiếp tục các bạn quay ngược đầu móc lại. Ở cái chân móc đầu tiên của cái phần thân trắng này nè, các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này móc một mũi dời. Chân thứ hai cũng móc một mũi dời. Chân móc thứ ba cũng móc một mũi dời. Chân thứ tư cũng móc một mũi dời. Chân móc thứ năm cũng móc một mũi dời. Chân móc thứ sáu cũng móc một mũi dời và ta tiếp tục gây nên hàng tiếp theo ở cái chân móc thứ sáu này thì cái khoảng cách ở đây mình đã chừa ra được 5 mũi móc, 5 mũi móc như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân quay ở phía sau. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào cái chân móc thứ sáu á, cái chân móc này nè, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn khoảng cách từ cái phần thân màu xanh ở phía trên này nè và cái phần dây quay ở phía sau nè ta cách nhau 5 mũi móc cái mũi giờ thứ sáu các bạn không tính cho mình vì nó là cái mũi bắt đầu của cái hàng dây quay ở phía sau nha móc cho mình khoảng cách này là 5 mũi nè móc tiếp cho mình vào chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái hàng móc còn lại ở đầu phía bên này các bạn cũng chừa ra cho mình 5 mũi móc, khoảng cách 5 mũi móc như thế này, móc đến cái chân móc thứ sáu chừa ra 5 mũi móc để bằng với 5 mũi móc ở cái khoảng cách bên này nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn, ở đây ta chừa ra 5 mũi móc thì 5 mũi móc này bằng với cái khoảng cách ở bên đối diện á. Đây, hai khoảng cách này bằng nhau, đều nhau như thế này. Tiếp tục từ cái mũi móc này các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 18 mũi móc. 1 2 3 4 5 Sau khi móc được 18 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 18 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng móc xích này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái phần thân ở phía sau này nè, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì ta đã hoàn thành được một chiếc giày ở bên phải như thế này đây đây là chiếc giày ở bên phải Đối với cái chiếc giày ở bên trái á, khi các bạn móc lên cái phần thân sau này nè. Đây, móc lên cái phần thân sau này, móc được một hàng móc như thế này thì ở đây các bạn móc lên cho mình một dây móc xích 2 mũi móc thôi. Sau đó quay ngược đầu móc và móc cho mình các cái mũi kép đơn ở cái hàng móc này. Móc lần lượt cho đến cuối hàng thì từ đây các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 18 mũi móc. Và làm tương tự như cái phần dây quay ở phía bên kia. Cũng móc cho mình lên 3 mũi móc quay ngược đầu móc và móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì dùng mũi dời móc vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc phía dưới á. Đây, móc vào đây một mũi dời. Sau đó các len và dấu sẽ len thừa vào trong mũi móc thì ta hoàn thành được chiếc giày ở bên trái. Bây giờ mình sẽ tiến hành dấu len và may một hạt nút ở đây. Sau khi dấu len và may hạt nút ở đây thì cái phần dây quai này nè, các bạn luồn cho mình vào hai cái lỗ mà mình tạo ở phần thân trước á. Đây, các bạn luồn như thế này. kéo cái phần dây quai qua sau đó cài hạt nút vào cái phần dây quai mà mình vừa tạo á cài vào đây thì mình đã hoàn tất được một mẫu giày len cho bé xinh xắn như thế này đây chúc các bạn thành công